Thưa quý vị, thông qua đường dây nóng của chương trình, người dân phản ánh về tình trạng bãi rác tự phát ở khu vực nền đất trống thuộc khu phố 1, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Bãi rác tự phát nằm trên nền đất công bỏ trống ngay góc ngã tư đường Điện Biên Phủ và Tôn Đức Thắng. Theo người dân, tình trạng xả rác bừa bãi tại khu vực đất công này diễn ra thường xuyên, dù ngành chức năng địa phương đã nhiều lần dọn dẹp. Tuy nhiên, sau khi hết giãn cách xã hội, tình trạng xả rác tại khu vực này lại tái diễn. Lúc đầu chỉ có một ít rác sinh hoạt, nhưng sau đó thì số lượng rác ngày càng nhiều, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Khu đất có bãi rác này nằm trên địa bàn phường Phước Nguyên, nhưng lại là khu vực tiếp giáp giữa khu phố 1 phường Phước Nguyên và khu phố 5 phường Phước Hiệp. Theo người dân, biển cấm đổ rác do Ủy ban Nhân dân phường cấm tại khu vực này cũng bị những người đến đổ rác nhổ bỏ. Tôi là người sống ở gần đây. Trước hết thì tôi cũng nhìn thấy cái mỹ quan đô thị. Nó hết sức là rác rến của người ta đổ trong cái lĩnh vực này. Thì tôi cũng mong mỏi người dân là mình có ý thức một tí để cho cái mỹ quan đô thị mình cho nó có những cái đẹp đẽ. Phường vừa thời gian vừa qua cũng đã lập những cái đoàn tiến hành kiểm tra rồi phát động cho nhân dân phát hiện đối với những trường hợp mà vi phạm để mà kịp thời báo cho địa phương tiến hành xử lý. Thì thời gian vừa qua cũng phải xử lý gần cả chục trường hợp. Thì đa số thì những trường hợp mà xử lý cũng phải không phải là người dân của phường Phước Nguyên mà những người dân ở những khu vực khác. Thì người ta là canh cái thời điểm là không có người, canh những thời điểm mà không có cơ quan chức năng, chủ yếu là đổ rác vào ban đêm, kể cả có trường hợp đổ rác vào giữa khuya, qua chiếc camera vẫn phát hiện những trường hợp này. Thì nhân đây thì trong thời gian tới thì địa phương sẽ chắc chắn là sẽ phối hợp với các ngành tiến hành dọn dẹp vệ sinh, xử lý rác tại cái khu vực bãi đất trống này. Ngoài ra thì địa phương cũng kêu gọi mong muốn là toàn thể các ban ngành đoàn thể, các cơ quan chức năng, đặc biệt là các hộ dân chúng ta nâng cao ý thức giữ gìn môi trường để mà làm sao cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Thưa quý vị, theo Điều 7, Nghị định số 167 năm 2013 của Chính phủ quy định, vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công cộng, đổ rác, chất thải hoặc bất cứ vật gì khác vào hố ga, hệ thống thoát nước công cộng, trên vỉa hè, lòng đường, để rác, chất thải, xác động vật hoặc bất cứ vật gì khác mà gây ô nhiễm ra nơi công cộng hoặc chỗ có vòi nước, giếng nước ăn, ao, đầm, hồ mà thường ngày nhân dân sử dụng trong sinh hoạt làm mất vệ sinh. Như vậy, hành vi xả rác bừa bãi sẽ bị xử phạt nếu vi phạm. Vấn đề là tại các bãi rác phát sinh trong khu vực đô thị thì cơ quan nào sẽ đứng ra theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm? Và phạt xong thì liệu tình trạng đổ rác bừa bãi như ở khu vực vừa nêu có còn tái diễn? Điều này phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân.